Hello cả nhà. Em hôm nay lại tiếp tục review cái giống bơ sắp muộn của em đây. Thì hôm nay bước sang tháng 9 rồi các bác nhé. Này, bước sang tháng 9 ở đây mà nó vẫn cứ không có một tí dấu hiệu gì cho thấy là nó đã già. Này, đang rất non. Thì ngày mai có mấy bác ở xa có hẹn là đến để tham quan để xem xét cái giống bơ này. Ui hồ, cái trái này các bác. Giống bơ này bây giờ nó đang qua tháng 9 rồi. Thì mai thứ bảy có mấy bác đến chơi, có hẹn em là mai đến chơi để xem cái giống bơ này, nếu mà ok ắt giáp thì sẽ tiến hành đặt giống để về trồng số lượng nhiều á, tạo thương hiệu luôn á. Thì nếu mà video này bác nào xem được cái video này thì có cần giống thì nhớ báo để em tiến hành em làm giống luôn. Ây dồi, các bác thấy cái quả nó kinh khủng này. Này, này. Quả to ra mà quả phải hơn ký rồi các bạn. Đấy, em sẽ để khi nào nó chín thật sự xong là sẽ cân lên xem nào. Nó sẽ bao nhiêu. Đấy. Ui dồi, nằm dưới luôn này. Đấy, trái to dã màn các bạn. Quả này khoảng 1 ký. Quả khoảng 1 ký. Một quả thôi mà đã gục hết cành đúng không nhỉ? Rất đẹp tuyệt vời. Đấy, cái bờ thủ vào sông sân của em. Đấy. Cơm rồi trọng lượng như thế nào đó đến ngày thu hoạch em sẽ có video để chia sẻ các bác cụ thể cái giống bơ này nhé. Chứ còn bây giờ thì chưa nói được điều gì. Tại vì cách đây mấy bữa em có đập cái giống bơ này ra, lấy một quả để đập ra thì nó vẫn hạt nó vẫn trắng, nó chưa già các bạn. Nên cứ để xem là nó sẽ đến khi nào này. Ui, nhìn sướng lắm các bạn, cái mã của nó này xanh dã man mà cái cám nó nổi lên này. Đấy. Đấy. Thì bác nào có muốn nhu cầu muốn tìm hiểu cái giống bơ này thì alo cho em. Đấy, số điện thoại là 0989 0767 này. Đấy. Ui cái giống bơ này kinh khủng. Ngoài cái giống bơ ra thì có cái giống này nữa các bạn này. Em còn giống bơ này nữa. Cũng là sắp muộn nhưng mà trái nó dài. Này. Đấy. Này. Trái hình dài dài. Mà trái nó sần sùi. Này. Trái này thì vỏ rất là dày. Thì hai cái thằng bơ này nó sẽ đang cạnh tranh với nhau. Đấy. Về cái thời gian để đeo trái trên cây. Đấy. Em sẽ để y nguyên hai cái giống bơ này để cho hai cái giống bơ này nó tự so sánh với nhau. Đúng không? Xem là cái giống bơ nào này sẽ chiến thắng. Này, xem bơ nào sẽ chiến thắng. Đây là hai giống bơ nội địa chứ không phải bơ Mỹ đâu các bác nhé. Bơ Mỹ nó khác. Đây là bơ Bin này. Bin, quả bơ Bin. Bin này đã thấy tím tím rồi này, không biết đây. Già rồi nào này, thấy tím tím rồi này. Bin. Bin cơ tông, ngày xưa một chòi của nó là cả thùng bia đấy các bạn. Này, giống bơ. Nằm trong rúp. Hai cái giống bơ muộn của em trồng ở cạnh nhau. Đây, cạnh nhau. Để cho nó so sánh. Bơ này cũng sai nữa các bác. Giống bơ này ra quả tự nhiên đậu sai lắm. Ra sần sùi. Rất là chắc. Chắc cực kỳ luôn. Cuống này. Cuống này thì khả năng còn phải rất lâu nữa mới được thu hoạch. Đấy, thì cứ để thế thôi. Hai cái giống bơ đẳng cấp bơ muộn. Đây. Trái đây. Đấy. Đấy. Ai mà tham quan mà biết về cái giống bơ này đều rất là thích các bạn. Cực kỳ thích luôn. Đấy. Ai nữa là về cái giống thì em cũng nhân giống có ít thôi chứ em không có nhân giống nhiều. Đấy. Nên là bác nào có alo cho em, nếu mà còn giống thì em sẽ gửi cho các bác. Và nếu mà không còn giống thì các bác đợi em nhé. Đợi để em làm giống thì em sẽ gửi. Này. Tại vì cây bơ này cũng không nhiều đâu. Cây bơ này cũng nhỏ thôi. Cắt chồi, cắt ghe mà ghép cho các bác thì sẽ không được bao nhiêu cây. Đấy. Cây bơ này chắc được vài trăm cây là hết cỡ rồi. Này. Cây bơ quá đẳng cấp luôn.
Nếu bác cứ hỏi này giống bơ gì thì em cũng chả biết nó là giống bơ gì, thì em cứ gọi là bơ muộn. Em có hai dòng bơ muộn, một dòng bơ là trái dài, một dòng bơ trái tròn. Quay tổng thể các bác xem một lần nữa. Này, cái đọt nó hơi hồng hồng các bạn này. Nhìn cái lá của nó thì nó cũng chả giống cái giống bơ gì luôn. Một số cái lá thì nó giống bơ 034, cái lá này rất giống bơ 034 này. Đấy, đúng không? Nhưng một số cái lại giống bơ bút. Cái giống... này giống 034 lúc già, cực kỳ giống đúng không? Lá nó không giống bơ gì các bạn. Trời ơi, em cắt em ghép rồi. Này. Đấy, cái lá này, cái lá này các bác nhìn giống 034 không? Quá giống luôn nha. Đấy. Cái này thì lại lá lại tròn tròn ngắn ngắn. Cái này thì giống bơ bút này. Đấy. Cái này có cái thì giống 034, cái thì giống bơ bút này. Trên cây của nó rất khó phân biệt nữa. Đấy, cái này cực kỳ giống lá 034. Đấy. Nhìn nó khác gì 034 đâu. Nhưng nó không phải các bạn, không phải 034. Nó là bơ muộn. Bơ này là bơ muộn, bơ sắp muộn. Đấy. Quá đẳng cấp. Cái bơ này nó có một cái đặc tính các bác lưu ý cho em rằng là nó vừa ra bông, nó vừa ra đọt, nó vừa đậu trái, đậu cực kỳ sai luôn. Phải vặt trái đi không gãy cảnh các bạn. Đấy. Các bác thấy có thể một cây, một cái trái của nó đã to cả ký ký mấy thế này. Đúng không? Ký ký mấy này mà không vặt trái đi thì gãy hết cành ngay. Đấy. Các bác nhìn này, một trái đeo này. Một trái đeo thôi mà cả cái cành này gục theo này. Đúng không? Này. Cả cành gục theo này, đây đeo có một trái rồi đây, đó mà nguyên cả cái cành gục này. Đó. Nếu mà đeo mấy cành mấy quả thì cành gãy ngay. Đấy. Nên là trái to này cũng không để được nhiều trái, sau này cây to lên thì khả năng chúng ta mới để được nhiều. Ui trời, cái giống bơ khiếp, thích cái giống bơ này, cái mã nó cực kỳ đẹp, cực kỳ xanh và bóng luôn. Các bạn nhìn này, bóng lọng này. Rất xanh và bóng. Thích cái giống bơ này, cái điệp này. Đấy. Hai nữa là nó tự nhiên, không cần phải ép cây, không cần phải sợ là chặn đọt thì không cần phải căn gì, cứ ra hoa là đậu trái thôi. Giống bơ này hay thế, tuyệt vời. Ngoài thị trường chưa có các bác nhé, ngoài thị trường chưa có giống bơ này đâu. Đấy. Nên là nếu bác nào có nhu cầu thì alo cho em, chứ ngoài thị trường chưa có đâu. Hai, các bác nhìn cái cuống của cái trái bơ này. Các bác nhìn cái cuống, các bác sẽ thấy được là nó cực kỳ là hạt cực kỳ bé đúng không? Cuống biết là hạt rất là bé. Đấy. Cái cuống to là hạt rất là to, nhưng cái cuống bé tí này là hạt cực kỳ nhỏ và cơm sẽ vàng. Đấy. Cái đấy là cách phân biệt đấy. Rồi, em làm video ngắn ngắn rồi, buổi chiều về làm video ngắn ngắn. Để giới thiệu cho các bác cái giống bơ muộn này của em. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo. Đấy, em gửi cây cho. Đấy, chỉ còn không có nhu cầu thì thôi. Đấy, chứ nhiều bác ấy có khi lại nói là quảng cáo để bán giống. Thì em phải quảng cáo thì các bác mới biết mà mua chứ. Đấy, mà em cũng nói luôn là giống bơ này, bác nào có duyên lắm mới gặp video này thì có thể mới mua được cái giống bơ này. Đấy, chứ còn thực tế là ngoài thị trường chưa nên nào có đâu. Bác nào có duyên lắm, em nói luôn, bác nào có duyên lắm thì mới biết được cái giống bơ này để mua nhé. Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.